Bích Phương chia sẻ, tôi xấu hổ khi đi diễn ở bar. Hẹn gặp Bích Phương tại quán cà phê trong khu căn hộ cao cấp mà cô vừa dọn về ở cách đây không lâu. Hỏi về tổ ấm mới, giọng ca bao giờ lấy chồng thể hiện rõ sự tự hào. Ngoài việc mua được nhà riêng, cô còn có một năm khá thành công với hai bài hit Gửi anh xa nhớ và Bao giờ lấy chồng, đồng thời làm giám khảo Vietnam Idol Kids. Tuy nhiên, Bích Phương cho biết năm qua cô chưa làm việc chăm chỉ như mong đợi. Câu hỏi đầu tiên mà phóng viên đưa ra cho Bích Phương rằng sau 3 tập phát sóng, chị tự đánh giá thể hiện của mình trên ghế nóng Vietnam Idol Kids với vai trò giám khảo như thế nào? Cô cho biết, tham gia chương trình, mục đích của tôi không phải để khoe cá tính bản thân mà động viên tinh thần các em nhỏ cũng như đưa ra những lời nhận xét về mặt chuyên môn công tâm nhất. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng như Isaac hay Văn Mai Hương phải có nét hấp dẫn gì đấy mới được ban tổ chức mời. Những thể hiện hấp dẫn, vui vẻ hay biểu cảm dễ thương chỉ là yếu tố phụ. Đây là lần đầu tôi làm giám khảo nên chắc chắn không tránh được thiếu sót. Tuy nhiên, tôi là người cầu tiến nên rất vui khi nhận góp ý của khán giả, kể cả khen hay chê. Từ cách góp ý với thí sinh hay kể cả ăn nói, phong cách ăn mặc, tôi sẽ cải thiện từng ngày. Câu hỏi tiếp theo rằng, chị đã nhận được những lời bình luận ra sao? Cô cho biết, tôi nhận nhiều lời khen chê, có người khen đáng yêu, cũng có người góp ý rằng tôi nói quá nhanh, cần giảm tốc độ hoặc chưa hoạt ngôn. Tất cả những ý kiến đó tôi đều tiếp thu. Một câu hỏi nữa dành cho Bích Phương rằng, trong tập 2, việc chị từ chối thí sinh bảo an gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng chị khắt khe vì cô bé vốn khá nổi tiếng trước đó, chị trả lời thế nào? Cô chia sẻ rằng, tôi là người công tâm nên không quan tâm việc bảo an là gương mặt nổi tiếng. Ngược lại, tôi cũng không dễ dàng, rộng lượng hơn với những em có hoàn cảnh khó khăn. Quan trọng là các em thể hiện được những gì ở trên sân khấu. Những gì tôi nhận xét về bảo an là cảm nhận thực tế ngay khi nghe cô bé trình diễn và không ngoài mục đích giúp em tốt hơn. Tôi nghĩ mình khắt khe để bé phát triển thì không có gì đáng bàn cãi. Ngoài ra, lựa chọn của tôi cũng không mang tính chất quyết định. Bằng chứng là tôi đã từ chối nhưng em vẫn vào được vòng trong nhờ hai bình chọn từ hai giám khảo còn lại. Với câu hỏi, còn trường hợp cô bé khiếm thị Minh Hiền liệu có nhận sự ưu ái hơn từ ban giám khảo không? Bởi không ít ý kiến cho rằng em hát không bằng các thí sinh khác nhưng vẫn được đi tiếp. Bích Phương cho hay, tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Hiền ngoài những lần nhận xét trên ghế nóng và ít lần gặp gỡ ngắn trong hậu trường. Tôi cảm nhận Hiền là cô bé rất đặc biệt. Tôi không cảm thấy em sự mặc cảm vì là người khiếm thị mà rất tự tin, hòa đồng. Tôi không rõ cảm nhận của hai giám khảo khác thế nào, nhưng với tôi, nếu Hiền không khiếm thị, tôi vẫn đồng ý cho em vào vòng trong dựa vào khả năng thật sự. Ba chúng tôi thống nhất tiêu chí không chọn những em hát to, khỏe nhưng vô cảm mà cần có sự hồn nhiên, sáng dạ và nguyên liệu trong giọng hát. Ở Hiền, tôi cảm nhận cô bé sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Những điều Hiền thể hiện khiến khán giả chưa hài lòng có lẽ do cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu trong vòng tiếp theo Hiền không đủ năng lực thì sẽ bị loại như bao thí sinh khác. Chỉ sau 3 tập phát sóng, khán giả mổ xẻ biểu hiện của hai giám khảo nữ và cho rằng chị bị Văn Mai Hương lấn lướt, cướp lời. Thực sự không khí trên ghế nóng thế nào? Với câu hỏi này, Bích Phương cho biết, trước khi làm giám khảo, tôi và Văn Mai Hương từng là thí sinh của cùng một mùa Vietnam Idol. Chuyện khán giả nhìn vào và có những cảm nhận riêng từng người, tôi nghĩ mình không cần thiết phải thanh minh. Tôi chỉ có thể nói Hương là một người em mà tôi rất quý. Không biết ghế nóng ở mùa trước hay các chương trình khác có không khí thế nào, nhưng mùa này chúng tôi rất thân thiết. Có thể do cách biên tập khiến khán giả cảm nhận Văn Mai Hương hơi thẳng thắn, nhưng tôi không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí chúng tôi còn lập một group chat trên Facebook và trao đổi với nhau sau mỗi tập phát sóng. Mùa giải đầu tiên giữa Văn Mai Hương và Tóc Tiên cũng dính tin đồn bất hòa, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nếu mắc vào tình huống tương tự, chị sẽ ứng xử ra sao? Với câu hỏi này, nữ ca sĩ cho biết, nếu có bất cứ cuộc cạnh tranh nào trên ghế nóng, tôi cũng chọn cách đứng ngoài. Nhưng tôi chắc chắn Vietnam Idol Kids mùa này sẽ không có sự ganh đua nào. Câu hỏi tiếp theo dành cho Bích Phương rằng, gần đây, hình ảnh gợi cảm của chị diễn trong quán bar được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Vốn quen thuộc với hình ảnh kín đáo, hát ballad, chị gặp khó khăn gì khi đi diễn trong môi trường này? Cô chia sẻ, làm nghệ sĩ, ai cũng có áp lực phải kiếm tiền để làm sản phẩm. Như mọi người biết, tôi là bánh bèo không biết nhảy múa là gì, nay phải vừa hát vừa trình diễn vũ đạo, nhảy nhót để phù hợp với nhạc remix. Nói là miễn cưỡng cũng không đúng, nhưng tôi đến giờ vẫn chưa quen với việc hát trong bar, hơi ngại và có chút xấu hổ. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy gì quá đáng bởi mình là người luôn giữ được thái độ vừa phải, đúng mực.
tôi chỉ hơi ngại với khán giả bởi mình chỉ biết đứng một chỗ để hát. Vậy chị cảm thấy thế nào khi mặc trang phục sexy để hợp thị hiếu với khán giả? Với câu hỏi này, Bích Phương chia sẻ thêm, đó là chuyện bắt buộc, tôi không hợp với phong cách ăn mặc sexy, nhưng vào bar không thể nào mặc đầm dài và hát nhạc buồn bã đau khổ được. Do đó, tôi chỉ biết cố gắng dung hòa giữa thị hiếu khán giả và mình cảm thấy thoải mái, không vi phạm thuần phong mỹ tục là được. Sau nhiều năm đi hát, chị đã mua được nhà riêng, chị có thể chia sẻ về tổ ấm mới này không? Bích Phương cho hay, tôi vừa mua một căn hộ nhỏ ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để có nơi trở về sau mỗi chuyến đi xa. Do vẫn còn trong quá trình trả nợ nên tôi càng có thêm động lực để làm việc. Với tôi, tự mua một căn nhà trước 30 tuổi là thành công. Có nhiều bạn nghĩ làm ca sĩ rất giàu, dễ mua sắm nhà lầu xe hơi, nhưng tôi phải rất cố gắng để có thể tích lũy được tài sản cho bản thân cũng như lo cho bố mẹ. Tôi không việc gì phải xấu hổ về việc đi hát 6-7 năm mới có thể mua nhà. Không biết người khác thế nào, nhưng thành quả này khiến tôi tự hào rằng mình vẫn có thể sống tốt một mình. Một câu hỏi cuối cùng dành cho Bích Phương rằng, bố mẹ chị nói gì trước thành quả của con gái mà không cần đại gia? Cô cho hay, trước khi tôi đi hát, gia đình không một ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Khi con gái một mình vào thành phố Hồ Chí Minh, thân cô thế cô phải tự lo hết tất cả trong môi trường đầy cám dỗ. Bố mẹ lo tôi khó có thể đi theo con đường đúng. Nhưng thời gian trôi qua, những gì tôi làm đã chứng tỏ với cả nhà về quyết định của mình. Việc tôi giữ hình ảnh sạch sẽ, không scandal cũng để bố mẹ không phải lo lắng. Khi mua được một căn hộ bằng chính tiền lao động của mình, tôi tin bố mẹ sẽ rất vui. Yeah.